Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cà chua xào trứng nha. Nguyên liệu mình gồm có là nửa một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê nước mắm và một muỗng rưỡi đường và một muỗng cà phê dầu mè. Mình gồm được ba cái hai trứng gà và bốn trái cà chua, vài tép tỏi và vài cộng hành. Trước tiên thì mình sẽ sắc cà chua ra như thế này. Mình sẽ cắt ra miếng như thế này. Để chút xíu mình sẽ xào. Mình sẽ để vào đây. Món này rất là dễ làm nha mấy bạn. Mấy bạn cứ sắc tới như sắc như vậy. Rồi chút xíu mình sẽ xào. Cà chua mình đã sắc rồi. Bây giờ thì cái tỏi mình cũng sắc nhỏ ra. Làm chút xíu mình khử cho nó thơm á. Ba cái tỏi. Ta sẽ để vô cái dĩa đây chút xíu, ta sẽ xử đồ. Hành lá thì ta cũng sắc nhuyễn ra. Sẽ để chung giữa hai cái dĩa. Cái dĩa này luôn. Tiếp theo là ta sẽ cho trứng vào cái tô. Hai cái trứng. Ta cho gia vị vào ha. Cái này là một cỗng cà phê bột nêm mình cho vào. Một muỗng cà phê dầu mè, một muỗng cà phê nước mắm. Ta cho mỗi thứ vào đây, ta sẽ đánh lên. Ta đánh lên cho toàn gia vị ra. Rồi, trứng đã tan rồi, bắt đầu ta sẽ lên, ta sẽ nấu cho mấy bạn xem nha. Gia vị cà chua và tỏi và hành là mình đã sắc sẵn rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên nấu nha. Bây giờ ta bắt cái chảo nóng lên, ta sẽ cho một chút xíu dầu vào để mình chiên trứng. Một muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nó nóng lên, ta sẽ để vô trứng, ta sẽ xào. Ta xào cho lửa lớn, cho trứng nó mau chín. Ta quay cho trứng nó có cục lại. Trứng bắt đầu đã đặt lại nha các bạn.
sao được một lúc thì nó đã săn cái trứng lại rồi. Ta tắt lửa, ta sẽ đổ này ra ngoài, ta sẽ xào cà chua. Cà chua mình xào được một lúc rồi, bây giờ mình sẽ cho trứng vào, mình sẽ xào chung luôn. Trứng với cà chua nó tròn vô, nó sần sệt sần sệt. Rất là ngon và bắt mắt. Món này rất dễ ăn, mình ăn với cơm cũng được, làm rất là nhanh. Rồi sau cùng ta sẽ cho mình miếng hành, hành lá đã chuẩn bị rồi, ta sẽ cho hết vào. Rất là hấp dẫn, vừa xanh vừa đỏ vừa vàng. Cuối cùng ta cho ra dĩa và ta sẽ cho một chút tiêu lên tạo hương vị cho nó thơm. Món ăn của ta đã hoàn thành rồi đó mấy bạn. Món ăn của mình đã sau khi hoàn thành đã nghe mấy bạn, mình cho ra dĩa nha, mình dọn lên bàn ăn cho mọi người trong gia đình dùng. Cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình, cà chua xào trứng. Món ăn rất là dễ cho gia đình, cho mỗi buổi ăn gọn gàng trong gia đình của mình. Thân ái chào các bạn.